Thì buổi trước tôi đã nói về cái cảm biến, thì có lẽ là cái cảm biến là một trong cái tính năng có lẽ là được gọi là quan trọng nhất của lập trình Scratch. Và chính vì có cái cảm biến này cho nên là cái lập trình Scratch nó làm cái nó sẽ nằm giữa một bên là lập trình bậc cao như là Pascal, như là C, một bên là lập trình robot. Thì cái Scratch này nó nằm giữa hai cái đó, chính vì nó có cái cảm biến này. Thì lập trình cảm biến chính là một trong những cái đặc trưng cơ bản nhất của lập trình điều khiển robot. Như vậy là ở trong ở bạn nào đã thấy đấy, thì cái cảm biến nó rất là nhiều, nó rất, chúng ta mới chỉ học chúng ta sẽ học dần những cái cảm biến khác. Nhưng hôm trước chúng ta chỉ học có mỗi một cái là cảm biến va chạm thôi. Tức là khi một cái nhân vật đang đi mà chạm vào một nhân vật khác, thì khi chạm vào thì lập tức chúng ta cảm giác là cái nhân vật đó nó có một cảm biến, nó biết gây à đã chạm vào một nhân vật khác. Đó, thì cảm biến nó hiện ra và nó phát ra cái tín hiệu. Khi khi mà nó chạm vào một nhân vật khác thì nó trả lại tín hiệu là một hoặc là không, là đúng hoặc là sai. Thì chúng ta sẽ phải lập trình để bắt được cái tín hiệu đó. Như vậy là tất cả các cái tín hiệu cảm biến đều hầu như được nằm trong cái vòng lặp vô hạn. Cho nên là ở trong Scratch nó mới có cái một trong những lệnh là lặp rất là hay là lệnh là vô hạn, forever. À, đây là lệnh là vô hạn. Thì cái lập trình robot cũng vậy, lập trình robot nào cũng có một cái vòng lặp vô hạn. Thì tất cả những cái lệnh để nhận biết cảm biến đều nằm trong cái vòng lặp vô hạn này. Thì đó chính là cái sự giống nhau giữa giữa Scratch và robot. Nhưng mà ngoài ra thì Scratch cũng có những cái đặc điểm đặc thù lập trình khác, giống như là đối với lập trình bậc cao. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một cái cảm biến khác. Và cái cảm biến này thực chất ra là nó làm cái lệnh rất đơn giản, mà trong tất cả các cái chương trình lập trình khác đều có. Tức là cái lệnh mà chúng ta là cái lệnh mà nhập một dữ liệu từ bàn phím, mà là như vậy. Đấy. Thì hôm nay cái bản năng chúng ta học là chúng ta học cái bài tương tác mà chúng ta gọi chung đó là gì? Đó là tương tác giữa nhân vật và người dùng. Hôm nay chúng ta học xong cái bài tiếp theo nhé, là bài 6 là tương tác với người sử dụng, với người dùng. Thực chất ra cái này là bản chất của nó chính là cái lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím. Thế nôm na cái này là nhập dữ liệu từ bàn phím nhé, bản chất nhập dữ liệu. Về Python thì nó là lệnh input ấy, đúng không? Còn đối với Pascal thì nó là cái lệnh written. Thì như vậy là cái đây là một cái lệnh rất là cơ bản trong tất cả mọi lập trình. Cái này nó cái gì? Cái này nó là, nhưng mà ở trong Scratch thì nó nằm cái nhóm cái lệnh này nó nằm ở trong cái nhóm lệnh cảm biến. Đấy, thì nhìn ta xét như vậy thì được, chúng ta hình dung như vậy như sau nhé. Như vậy là khi mà chúng ta nói về nhập dữ liệu từ bàn phím thì người dùng sẽ phải nhập cái đó cho bàn phím và dữ liệu được đưa vào chương trình. Nhưng mà với Scratch thì đưa vào ai là người nhận cái đó? Đó chính là nhân vật. Như vậy đây là nhân vật của chúng ta nhé, nhân vật ở trong chương trình. Thì chúng ta biết rồi là đối với Scratch thì có hai cái đối tượng cơ bản nhất mà chúng ta cần phải quản lý, cần phải lập trình điều khiển. Một là nhân vật, hai là sân khấu. Và chúng ta có thể điều khiển nhiều nhân vật cùng một lúc trên màn hình. Thì mỗi nhân vật như vậy chúng ta đều có thể có cái là tương tác với người dùng, là tương tác với chúng ta đấy, với người lập trình đấy, tương tác với người dùng. Cụ thể là gì? Cụ thể nôm na là người dùng sẽ nhập dữ liệu từ bàn phím, người dùng sẽ nhập dữ liệu đấy, nhập dữ liệu từ bàn phím và dữ liệu này được đưa cho cái nhân vật này, đưa cho cái nhân vật của chúng ta. Chú ý như vậy là khác nhé.
khác đối với lập trình bậc cao. Lập trình bậc cao thì cái việc nhập dữ liệu là đưa vào chương trình chung chung thôi, mà cái này thì không, cái này là nhập dữ liệu và đưa vào một nhân vật, nó sẽ nó sẽ xử lý, thậm chí có thể là sân khấu đây, thậm chí đây là sân khấu nhé, sân khấu đấy. Thì sân khấu cũng có thể là nhận được nhận được cái dữ liệu từ bàn phím này. Như vậy là khi chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím thì dữ liệu đó hoặc là đưa chuyển cho một nhân vật ở trong chương trình hoặc là chuyển cho sân khấu đó. Thì cái lệnh mà nhập dữ liệu đó nằm trong lệnh cảm biến, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là lệnh gì nhé. Nó rất rất đơn giản thôi, nên nó chỉ có đúng một lệnh thôi, nhưng mà nó đóng vai trò rất là quan trọng trong tất cả các cái chương trình, trong tất cả các cái kịch bản khác nhau nhé. Tức là về mặt gọi là chúng ta hình dung chương trình chúng ta như là một cái vở kịch có kịch bản, có đạo diễn. Thì khi cái nhân vật của chúng ta đấy mà đứng lên sân khấu mà tương tác với khán giả là người xem đấy, thì đúng, đây chính là cái lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím đây. Ví dụ là một cho đang xem một vở kịch nhé, thì có một nhân vật A đứng lên màn hình, đứng lên trước sân khấu mới hỏi khán giả là đề nghị khán giả là vỗ tay đi, thì khán giả vỗ tay thì đó chính là cái tương tác giữa nhân vật đó và người dùng là người xem chương trình đó. Thì cái này nó giống như vậy nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nó là cái gì. Thì chúng ta vào cái nhóm lệnh là cảm biến, thì nó có một cái lệnh rất quan trọng đây. Đây chính là cái lệnh mà tương tác của nhân vật đó với người sử dụng. Thì lệnh sau, lệnh này là như sau. Lệnh này là nó sẽ hỏi một câu hỏi. Câu hỏi này là hướng về người sử dụng, và chúng ta sẽ gõ bàn phím ấn Enter để mà trả lời cái câu hỏi này. Thì khi chúng ta bấm Enter trả lời thì cái dữ liệu mà chúng ta nhập mà để trả lời ấy, nó sẽ lưu ở trong cái biến này, chỉ có một biến thôi đó. Nếu mà chúng ta muốn mà tạo ra nhiều dữ liệu để lưu thì chúng ta phải tạo ra cái biến nhớ riêng khác, và chúng ta sẽ lưu dần các cái kết quả lại. Như vậy là nó chỉ có đúng hai lệnh này, đây là hai lệnh là tôi làm rất quan trọng, hai cái lệnh mà nằm trong cái nhóm lệnh cảm biến nhé, mà nó dùng để mà ta tạo ra cái tương tác giữa nhân vật đó và người sử dụng, chỉ là người xem chương trình ấy. À, lấy ví dụ nhé, con mèo đây, giả sử con mèo nó đứng ở đây và nó hỏi tôi là người đang đang lập trình, nó hỏi là bạn tên là gì, tôi trả lời là Hà, thì nó sẽ mèo sẽ nói là xin chào bạn Hà. Vậy đấy là một cái đoạn chương trình ngắn để tương tác giữa nhân vật và người dùng. Tôi làm thử nhé. Đây, bây giờ tôi vào đây và tôi chọn lệnh này. Đây là cái lệnh khi mà chúng ta nháy vào cái lá cờ nhé. Chúng ta đưa cái lệnh này vào. Đây, đây là cái lệnh mà con mèo nó sẽ, chúng ta đang lập trình cho con mèo nhé. Cho con mèo đây này. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ phải nhập một cái dòng chữ, ví dụ như là tên bạn là gì, tên bạn là gì, hay bạn tên là gì, tên bạn là gì. Đây là một câu hỏi thôi, thể hiện ra trên màn hình đó. Sau đó chúng ta sẽ, khi nó hỏi như vậy thì chúng ta sẽ gõ dữ liệu và ấn Enter. Sau đó thì cái dữ liệu đó nó sẽ nằm ở trong cái biến này. Đấy. Thì chúng ta có thể sử dụng biến này luôn, hoặc là chúng ta sẽ tạo một cái biến để cho lưu cái này, mà đây là một cái biến, đây không phải là biến cho chúng ta tạo, mà đây là biến hệ thống, nó là cái vòng tròn này đấy. Thì bất khi chúng ta gõ dữ liệu ở Enter thì nó lưu ở đây, xong nếu chúng ta hỏi một câu khác thì nó lại trả lời một câu hỏi khác, nó lưu ở đây. Chứ cái biến này là cái biến nó thay đổi thường xuyên theo 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 các cái bản khác nhau, thì chúng ta phải lưu cho một chỗ khác thì hay hơn. Ví dụ nhé, bây giờ tôi tạo ra một cái biến để tôi dùng để tôi lưu tên của khán giả, để ta tạo ra cái biến có tên là tên tên nhé. Đấy, thì như này là biến có tên là tên. Rồi thì khi mà chạy cái lệnh này thì con mèo nó sẽ hỏi là tên bạn là gì, chúng ta gõ ví dụ như là Bình hay là Hà hay là Oanh. Sau đó thì cái dữ liệu mà tôi nhập vào nó lưu trong cái biến này, và bây giờ tôi phải cất cái biến, tôi phải gán cái biến này, gán giá trị này cho cái biến biến tên. Tôi gọi cái lệnh này ra và tôi chọn biến là tên đó, và tôi đặt cái này vào đây đó. Như vậy đây lên là lệnh gán cái giá trị này cho cái biến tên, được chưa đó. Đây đấy, như vậy đây là cái lệnh thứ nhất này là hỏi tên bạn là gì,
chúng ta gõ chữ bình hay chữ hà, chữ chữ là chữ oanh, chúng ta đánh enter thì nó trả về, cái lệnh nó sẽ đợi chúng ta gõ gõ xong, gõ xong thì nó trả về cái biến tổng thể answer, chúng ta gán nó vào cái biến tên. Sau đó chúng ta sẽ làm cái lệnh là gì, là xin chào bạn, tôi vào cái lệnh này và tôi vào cái lệnh này, xin chào bạn Hà chẳng hạn, thì cái lệnh đó chúng ta sẽ phải nối, xin chào bạn Hà, chúng ta sẽ phải dùng cái lệnh để nối hai cái sâu lại với nhau. Chúng ta vào cái operator và chọn cái lệnh join, lệnh join chính là nối hai hoặc là nhiều sâu nhé. Chúng ta biết đây là xin chào bạn bạn gì à, cái đinh đây này, bạn là chính là cái tên này, chúng ta vào cái chỗ này chúng ta kéo cái tên này ra đi đâu vào đây. Là xin chào bạn Hà, xin chào bạn Bình, xin chào bạn Oanh, và chúng ta đưa cái này vào đây để lệnh say, lệnh mèo sẽ nói ra câu đó, chúng ta đưa vào đây đó. Như vậy đây là một cái gì đơn giản để mô tả cái việc là mèo nó có tương tác với chúng ta, với người dùng đấy. Hay là chúng ta hiểu bắt đầu coi đây là một sân khấu thì mèo nhân vật sẽ đứng lên và hỏi một câu hỏi, hỏi một khán giả trả lời, và mèo sẽ đó là xin chào. Tôi chơi thử nhé, bấm vào đây đó, mèo sẽ thực hiện cái lệnh này và hiện là tên bạn là gì, vừa phía dưới nó hiện ra một cái ô để chúng ta nhập dữ liệu đó, đây chính là cái ô chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím, chính là tương ứng cái lệnh như lệnh input chẳng hạn của Python. Chúng ta gõ vào đây lệnh và chúng ta ấn enter hoặc là bấm nút này thì là kết thúc cái việc nhập. Khi kết thúc việc nhập xong thì lập tức là máy lưu cái dữ liệu này vào cái biến là biến answer, và chương trình sẽ gán cái dữ liệu này cho cái biến tên, và sau đó là mèo thông báo là xin chào bạn, đặc biệt tôi biết là Hà nhé, đó ấn enter thì lập tức là mèo nói là xin chào bạn Hà này đó. Chúng ta hiểu chưa? Đấy, như vậy là đây là cái lệnh mà chỉ có đúng, nó chỉ có là một lệnh và một cái biến tổng thể thôi, một cái biến chung với hệ thống. Lệnh là lệnh ask, ask and wait. Lệnh này sẽ em khi mà chúng ta sẽ nói cái câu này ra và đợi ở phía dưới hiện ra một dòng nhập liệu, chúng ta nhập liệu mới đợi chúng ta nhập liệu xong thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Đây có lệnh là ask and wait, tức là hỏi và chờ khi chúng ta nhập xong rồi chúng ta ấn enter thì mới là xong đấy. Thì để tôi lưu lại này nhé, đây là cái bài đầu tiên đơn giản thôi, đây là cái bài đầu tiên của ngày hôm nay. Cái bài đầu tiên hôm nay là bài mà B6 nhé, B6 là hỏi tên, hỏi tên đơn giản. Nhưng như bạn thấy không? Như vậy đây chỉ là cái lệnh đầu, đây chỉ là cái video đầu tiên thôi, nhưng mà cái lệnh này chỉ là cái lệnh rất quan trọng nằm trong trong lệnh cảm biến, mà đây chính là cái lệnh mà chúng ta hay dùng để chúng ta tạo ra cái chương trình để học tập. Ví dụ là cô giáo hỏi học sinh một câu hỏi, học sinh trả lời, và tất cả những cái bài tập liên quan đến tính toán, tất cả những cái chương trình mà trong đó có hội thoại giữa máy tính và người đấy, để trả lời các câu hỏi khác nhau, để làm để nhập mật khẩu, để tính làm phép tính cộng, phép tính trừ, để ra những câu hỏi chúng ta có thể nhập từ bàn phím, thì đây chính là cái chỗ mà đây. Nhưng mà cái lệnh này là lệnh dùng trong rất nhiều cái chương trình khác nhau, nó là một trong những lệnh rất là cơ bản để giúp chúng ta đưa vào trong chương trình, tạo ra các chương trình dùng để hỗ trợ học tập hay là các trò chơi vân vân. Đây là một lệnh rất là cơ bản. Bây giờ làm thử bài bài số 2 nhé. Bài số 2 là như này. Thì bài số 2 là một cái bài cũng là câu hỏi nhưng câu hỏi khác. Bây giờ mèo sẽ ra một câu hỏi về phép toán chẳng hạn, và chúng ta trả lời. Bây giờ mèo ra một câu hỏi là ra phép hỏi là phép cộng chẳng hạn, như là 7 cộng 10 bằng bao nhiêu, và chúng ta phải trả lời. Đó. Chúng ta gõ là 14, chúng ta gõ là 7 17 thì mèo kêu là đúng rồi. Còn chúng ta gõ số khác 17 thì mèo kêu là bạn làm sai rồi. Chúng ta làm thử các bạn bài số 2 nhé. Bài số 2 là cái bài đơn giản, cũng làm cái bài đơn giản để mô tả ý nghĩa của cái lệnh là nhập tương tác với người dùng. Và bây giờ là không phải là bạn tên là gì, mà mèo sẽ đưa ra một câu hỏi, một cái phép toán, và chúng ta sẽ phải trả lời. Tôi làm bài số 2 nhé, để tôi niêm cái phải bài bài số 2. Bây giờ tôi sẽ không dùng con mèo mà tôi dùng một cái người đi cho nó hay. Tôi xóa con mèo đi và tôi dùng một người đóng vai trò là cô giáo hay đây. Trong vai trò đây là cô giáo của chúng ta nhé, đây cô giáo đây, và cô giáo sẽ hỏi chúng ta đấy nhé. Chúng ta có thể nghĩ ra rất nhiều cái kịch bản hay hơn mà đơn giản. Biết cô giáo sẽ hỏi hỏi chia là hỏi một câu hỏi đã, xong có thể sang câu hỏi thứ hai
một câu hỏi đã nhé. Cô giáo đưa ra một phép toán, phép cộng hai số và chúng ta trả lời nhé. Đây, bây giờ tôi làm nhỉ. Đây, nhé. Đầu tiên là cô giáo sẽ vào đây và chúng ta sẽ kéo lệnh ra. Cô giáo sẽ hỏi một cái lệnh là ví dụ chúng ta làm phép tính là phép cộng nhé. Đầu tiên là cô giáo sẽ dùng lệnh looks và cô giáo sẽ hiển thị một cái trong 2 giây đã là gì thông báo đó chứ em chuẩn bị chuyện này lại làm cái chương trình mình thử cho mình ăn nhé. Đây chuyện này là em chuẩn bị làm toán nhé, đi lấy cũng phải xem câu cho nó hay nhé. Và đợi 2 giây. Sau đó câu hỏi đầu tiên này, đây và có ví dụ như là tính tính 7 cộng 10 bằng bao nhiêu? Đây tôi biết có cái bài tập như này. Đấy, câu hỏi tính 7 cộng 10 mèo mà cô giáo sẽ hỏi và chúng ta sẽ trả lời. Nhé. Thì khi chúng ta có được gọi đáp số xong rồi thì dữ liệu đáp án nó sẽ đưa vào một cái biến chính là cái biến này chúng ta đã biết rồi chính là cái biến là cái biến là answer answer. Thì chúng ta còn dùng cái biến này để chúng ta thử nghiệm hoặc là chúng ta có thể lưu vào một cái biến khác nhưng mà ở đây tôi làm luôn nhé. Tôi dùng ngay cái này tôi tính toán. Được rồi, như vậy là khi mà cô giáo hỏi xong này, chúng ta trả lời xong thì đây là kết quả mà người dùng đã trả lời và cô giáo sẽ kiểm tra ngay. Nếu mà answer bằng 17 thì là đúng, còn khác với 7 thì là sai và cô giáo sẽ thông báo luôn. Đây, chúng ta vào một cái lệnh là đơn giản là cái lệnh if then else cái lệnh này nhé. Đó. Và cô giáo sẽ kiểm tra và cô giáo thông báo ngay chúng ta biết. Như vậy là if nếu mà cái answer này mà là bằng 17 thì là đúng, còn khác thì là sai thì chúng ta dùng lệnh so sánh đây. Nha. Dấu bằng cái này. Đấy. Nếu mà cái answer người dùng mà trả lời mà là đúng bằng 17 thì học sinh đó làm đúng đúng không nào, ngược lại thì là sai. Đây là một cái biểu tượng logic trả về đúng hay sai chúng ta đưa đây vào đây. Đấy, hai đầu nó nhọn này, nhọn chúng ta đưa vào đây nhé. Đó, như vậy là nếu answer bằng 17 thì đúng và cô giáo sẽ thông báo đây, cô giáo thông báo là em làm đúng rồi, em giỏi lắm, em làm đúng rồi, làm đúng rồi nhé. Trong 2 giây. Còn ngược lại chỗ này là em làm sai rồi thì cô giáo sẽ viết đây là em sai mất rồi, em sai mất rồi, em sai rồi. Đấy. Chúng ta đi vào đây. Nhưng mà đây là một cái bài là đơn giản là một cái bài mà cô giáo sẽ hỏi một câu hỏi thôi nhé. Chúng ta chạy thử nhé. Đây. Em chỉ bị làm toán nhé. Đấy. Tính 7 cộng 10 bằng bao nhiêu? Bây giờ tôi trả lời là tôi là người dùng nhé, trả lời là 14 enter thì máy sẽ báo là em sai rồi. Thì đúng 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 một đấy thôi. Đúng một câu hỏi nhé. Còn nếu chúng ta muốn làm câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ phải là chúng ta phải ví dụ chúng ta phải copy cái này làm lần nữa. Ví dụ là bài 2 nhé. Đây là hai bài. Bài đầu tiên là tính 7 cộng 10 bằng bao nhiêu? Bài 2 là bài khác đi. Bài 2 ví dụ như bài tính là 12 trừ đi 3 chẳng hạn. Thì làm như thế nào? Chúng ta copy này thôi. Bây giờ chúng ta làm nhanh, chúng ta đỡ phải làm lại, chúng ta bấm chuột phải ở đây và chúng ta bấm duplicate, copy toàn bộ cái này xuống. Đây là câu hỏi số 2 và ở đây chúng ta sẽ sửa lại cái câu này. Sửa lại cái chỗ này không phải là sửa lại là 12 trừ đi 3 đó. 12 trừ 3 thì là 9 thì đúng, chúng ta sửa cái này. Nếu mà trả lời bằng 9 thì là đúng, còn nếu không thì là sai rồi. Đây. Bài này là bài có 2 câu thì thử nhé. Em chỉ bị làm toán nhé. Rồi. 7 cộng 10 thầy viết là 10 đáp số là 17. Em làm đúng rồi. Đợi 2 giây. Câu thứ hai thầy viết trả lời là 8. Em sai rồi. Anh các bạn thấy không nào? Nhưng mà đây như vậy cái lệnh mà cảm biến đó, lệnh 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 lệnh, lệnh, lệnh ask and wait là chính cái lệnh mà để tương tác với người sử dụng mà ở thực tế chúng ta dùng cái này để chúng ta thiện những cái bài chính là những cái bài liên quan đến học tập hay hay dùng lắm chứ cần hỏi đáp ở trên màn hình. Nên bài này tôi làm bài đây là cái bài số 2 nhé. Để ra ghi lại bài số 2 là làm toán nha. Làm toán đơn giản. Làm toán đơn giản.
được chưa? Đó. Thế thì đây là một cái bài đơn giản, và bài này nó có hai câu hỏi, và mỗi câu hỏi như vậy là cố định. Ta chạy cứ chạy nó là lần nào câu hỏi một cũng là 7 cộng 10, câu hỏi hai vẫn là 12 là 12 chia 3. Thì câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể làm một câu hỏi mà nó mỗi lần chạy nó là thay đổi được không? Đấy, thì cái đề nó khó rất khó nhiều. Rồi thế thì chúng ta cùng nhau thiết kế cái bài đó nhé. Vẫn là ý tưởng này, nhưng mà các làm sao các câu hỏi để đưa ra nó không phải giống hệt nhau, thì có làm được không? Từ giờ bây giờ mà bây giờ mình sẽ cùng nhau, chúng ta cùng nhau làm mình làm một cái bài khác nhé, vẫn là bài cô giáo này, và cô giáo sẽ đưa ra một câu hỏi thôi, đưa ra một câu hỏi không 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 cần nhiều, mà chúng ta muốn là như sau này. Thay đổi cái bảng là mỗi một lần cô giáo hỏi một câu hỏi thì nó lại khác lần trước, nó không trùng lần trước, cho nó lại mình tôi làm câu hỏi là phép cộng thôi, làm sao cho nó làm phép cộng cho phạm vi 20 thôi nhé, nhỏ nhỏ thế thôi, làm sao cho nó không bị trùng nhau, thì làm thế nào đây, đi chúng ta cùng nhau cái phần này khó một chút nhé. Như vậy là chuyện đây là cái bài này là cái bài câu hỏi là cố định, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái bài là gọi là câu hỏi động, thế nó khó hơn một chút. Đây chúng ta cùng nhau làm. Thực tế trong các cuộc thi trong các cái cuộc thi mà gọi là sáng tạo thanh thanh thiếu nhi, rất nhiều em là học sinh mà lấy cái đề tài này để chúng ta ra những cái bài để ra những cái bài gọi là phần mềm học tập cho học sinh đấy, là cho ra những câu hỏi là có thể không phải là câu hỏi về toán, có thể câu hỏi các môn khác, nhưng mà đa số các em đều đưa ra những câu hỏi là câu hỏi cố định. Các câu hỏi cố định cũng rất là hay rồi, nhưng mà khi mà thiết kế chương trình ấy, thì nên đưa ra câu hỏi động thì nó hay hơn. Thì để mà làm câu hỏi động chúng ta cần có tư duy nhiều hơn, có tư duy về lập trình nhiều hơn, tư duy về toán nhiều hơn, và làm sao cho chương trình nó hay hơn. Thì bây giờ chúng ta làm thử một bài nhé. Bây giờ tôi chỉ làm ra tôi làm chương trình là ra một câu hỏi thôi, ra một câu hỏi là mà chúng ta lại xóa con mèo đi, chúng ta dọn là cô giáo nhé, và cô giáo bài này cô giáo cho ta một câu hỏi thôi, nhưng mà mỗi lần chạy nó lại ra một câu hỏi khác, chứ không phải là chuyện sau nó giống giống là nhảy trước, cho nó phần mềm cho nó đa dạng đi nhé. Rồi thì bây giờ cho là các bạn chú ý nhé, chuyện này là chuyện rất là hay này. Bây giờ thì tạm câu hỏi động thì phải làm như thế nào, tôi lấy ví dụ là cô giáo ra câu hỏi là phép cộng hai số cho phạm vi cho trẻ con lớp 1 cho phạm vi 20 chẳng hạn. Thì lúc lúc thì nó 7 cộng 5, lúc thì nó 7 cộng 6, lúc thì nó là 3 cộng 10, lúc thì nó là vân, thì làm thế nào để cho nó động được thì là như sau. Chúng ta phải tạo ra hai cái biến AB chẳng hạn. Đấy, thì AB chính là hai cái số hạng của phép cộng. Thì phép cộng của chúng ta sẽ là A cộng B bằng 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 bao nhiêu? Đấy, thì cái AB đó là cái biến đó, thì mỗi lần mà chạy chúng ta phải dùng cái lệnh để sinh sinh ngẫu nhiên cái A và B ra thì nó sẽ thành câu hỏi động thôi. Thì đây là một tư tưởng rất quan trọng, là muốn biến câu hỏi động chúng ta phải tham số hóa nó đi, biến ví dụ để phép cộng chúng ta sẽ biến thành là cái phép toán là a cộng b, và muốn cho nó động thì cái ab nó phải được sinh ngẫu nhiên sau mỗi một lần chơi, được chưa? Rồi vậy chúng ta làm thử nhé. Như vậy cô giáo sẽ ra câu hỏi là a cộng b bằng bao nhiêu, ở đây ab là các cái biến tôi sẽ tạo trước, nhưng mỗi lần chơi thì tôi chương trình hay cô giáo này sẽ phải sinh ra ngẫu nhiên a bằng bao nhiêu, b bằng bao nhiêu, và sau đó cô giáo sẽ ra câu hỏi sinh là a cộng b bằng bao nhiêu. Bây giờ chúng ta làm như sau nhé, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra hai cái biến. Đấy. Tạo ra hai biến bằng biến đặt tên là a một cái biến đặt tên là a nhé, và một cái biến tạo biến thứ hai đặt tên là b. Đây chính là hai cái số mà giáo viên muốn là sẽ tự động sinh ra để tạo ra cái phép toán a cộng b, và câu hỏi mà giáo viên hỏi học sinh chính là a cộng b bằng bằng bao nhiêu. Thay vì lúc nãy là a là 7 cộng 10 thì bây giờ chúng ta là hiểu như là a chính là 7, b là 10, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm rất rất đơn giản thôi. Như vậy là chúng ta làm như vậy mỗi lần chơi đây thì là đây là nhé, thì chúng ta trước khi chúng ta ra câu hỏi thì chúng ta sẽ làm cái lệnh để mà gán AB một cách là ngẫu nhiên. Đây tôi sẽ đặt set A bằng bao nhiêu và tôi set B bằng bao nhiêu ở đây. Đấy, B nhé. Được chưa? Thế thì A là tôi muốn là AB là
cái việc một sinh ngẫu nhiên này cũng lại tùy thuộc vào cái bài toán đấy, chỗ này chú ý nhé, không phải ngẫu nhiên nhưng phải ngẫu nhiên một cách là vì đây là cái bài là đây là cái bài dùng để làm phép cộng cho học sinh tiểu học chẳng hạn, thì cũng không phải là ngẫu nhiên một cách là thoải mái đâu, mà nó phải thỏa mãn một cái điều gì đó, thỏa mãn một cái nội dung học nào đó đấy. Chứ không thể là cái bài một thì là một cộng hai bao nhiêu, bài số 2 lại là làm 100 cộng 200 thì nó hơi nó lệch nhau xa xa nhau quá. Ví dụ và tôi muốn gì, tôi muốn cái bài của tôi là gì, đây là phép cộng trong phạm vi 20, tức là cả AB đều nhỏ hơn 20 đấy, và tổng AB cũng nhỏ hơn 20 thì làm như nào đấy, thì làm thử cái bài đó nhé. Thì làm như sau này, A cộng B nhỏ hơn 20 mà AB đều là phải số dương, suy ra là cái số A nó phải nhỏ hơn là phải nhỏ hơn ví dụ nhỏ hơn là 19 chẳng hạn đấy, nhé. Thì làm như sau này, A sẽ là cái số tôi vào cái operator và chọn cái lệnh là pick random đó, thì tôi cho là như vậy, A sẽ là cái số tự nhiên mà sinh ngẫu nhiên là từ 1 đến không phải là 10 mà cho phép đến tận là tôi lấy ví dụ đến tận là 18 chẳng hạn, 18. Như vậy là A là cái số mà là cái số được sinh ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 18 vẫn nhỏ hơn 20 đúng không? Sau đó là B. B sẽ là cái số mà sẽ được sinh ngẫu nhiên từ 1 không phải đến 10. Vì B nên là tôi muốn là B nên là sao là A cộng B là phải nhỏ hơn bằng 20 cơ. Suy ra là B là phải nhỏ hơn là 20 trừ A. Đấy. Nhưng cái số này này chính là 20 trừ A. Nha các bạn chú ý nhé. Đây là cái bài đơn giản thôi, bài là phép cộng hai số trong phạm vi 20. Thì như vậy là A là chạy từ 1 đến 18. Thực ra là 19 cũng được, nhưng tôi để 18 cho nó thoải mái hơn. Và B sẽ chạy từ 1 đến 20 trừ A. Chỗ này là chỗ này chính là một phép toán 20 trừ A, tôi sẽ phải kéo cái dấu trừ này ra. Đấy, dấu trừ này ra nhé. Thì ở vị trí đầu này là 20, 20 và cái vị trí thứ hai thì nó là A. Tôi kéo cái A này ra. Đó, như vậy là chúng ta sẽ ra được phép toán hay một chút nhé. Như vậy là A là cái số sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 18, thậm chí là 19 cũng được. Cho phép là 19. Thì nếu mà A là 19 thì B chỉ là 1 thôi. Vì tổng nó phải nhỏ hơn bằng 20. Còn B đây là sinh ngẫu nhiên từ 1 cho đến 20 trừ A. Như vậy là suy ra là B phải nhỏ hơn 20 trừ A. Tức là B cộng A phải nhỏ hơn bằng 20. Đây là một phép sinh ngẫu nhiên là đúng này. Đấy. Cái này rất chú ý cái này là giáo viên mà sau này mà ra cái đề để cho học sinh làm ấy, hay là ra cái đề bài để cho học sinh làm chương trình, chúng ta phải chú ý cái chuyện nhỏ nhỏ này, nó không phải là nó không, cái việc mà dùng để làm cái phép toán cộng trừ nhân chia thôi trong phạm vi trong học sinh là lớp 1 hoặc lớp 2 lớp 3 chúng ta phải chú ý. Lớp 1 phải chú ý, lớp 2 nó khác, lớp 2 nó phải thoải mái hơn một chút, lớp 3 thoải mái hơn một chút. Ví dụ như lớp 2 là chúng ta học trong phạm vi 1.000 chẳng hạn, thì như vậy AB là phải tổng của chúng phải nhỏ hơn vào 1.000, ví như vậy nhé. Được rồi, mà đây là ví dụ đơn giản nhất, tức là A cộng B là tổng của chúng trong phạm vi 20. Đấy. Tổng này là cho phép là tổng là có nhớ hoặc là không nhớ nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta để ở đây nhé, đây đấy, sau đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh là ask and wait, là cái lệnh là để mà hỏi người sử dụng. Thì câu hỏi này sẽ là câu hỏi này sẽ là đơn giản là A cộng B bằng bao nhiêu. Đấy, nhưng mà A đây nó làm một cái biến, nhưng mà đây chúng ta sẽ phải ghép ghép các cái chữ lại với nhau nhé. Như vậy là ở đây là chúng ta sẽ để thẳng câu hỏi của chúng ta là A cộng B bằng bao nhiêu. A đây là một số, B là một số, A chính là lấy ở trên này, B là ở đây. Như vậy chúng ta phải ghép như sau này, thành nhân chúng ta ghép như này. Cái này chúng ta làm nhiều nó quen, chúng ta vào operator của chúng ta vào lệnh join, và chúng ta sẽ join. Đây là A này. A này, đây là A nhé. Đây là phép cộng này, chúng ta phải nối phải join mới lại với nhau. A này, cộng này, B này bằng, chúng ta phải nối một lần nữa. Đấy nhé. Đây là A này, cộng này, B bằng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử nhé, đây. A này. Ở đây là phép cộng này. Chúng ta gọi dấu cách một tí cho đẹp, dấu cách để xong cộng này, dấu cách nhưng mà nó đẹp nhá. Sau đó là B A cộng với B, sau đó là dấu cách bằng dấu hỏi. Đấy. Như vậy là ở trên màn hình hiện ra là A cộng B bằng bao nhiêu, ví dụ là 3 cộng với 10 bằng bao nhiêu, 15 cộng 2 bằng bao nhiêu. Nhìn rất là rõ chỗ này, đây là lệnh doanh đây. Và chúng ta đưa nó vào đây. Đó.
Được chưa? Đấy. Sau đó người dùng sẽ phải nhập từ bàn phím và đáp án nhập lại, và đáp án người dùng nhập vào và kết quả sẽ đưa vào cái biến là answer. Thì chúng ta có thể so sánh trực tiếp answer này, hoặc chúng ta có thể lưu vào một cái biến khác cũng được. Thì là làm trực tiếp nhé. Sau đó cô giáo sẽ kiểm tra nếu cái answer này này mà bằng A cộng B thì là đúng, lại là sai. Đó, thì đơn giản chúng ta lại làm cái lệnh control này vào vào cái chỗ if này, vào cái lệnh đầy đủ đây. If nếu mà answer bằng A cộng B, chúng ta sẽ phải cũng phức tạp hơn. Chúng ta phải lôi cái dấu bằng này ra. Nhé. Nếu mà answer mà bằng, ở đây là A cộng B. Đấy. Ở đây là mình phải là đây là phép cộng A cộng B. Chúng ta sẽ phải lôi cái phép cộng này ra. Đấy, phép cộng này ra. Và chúng ta sẽ lôi cái A này vào, lôi cái A này vào. Lôi cái B này vào. Đây chính là cái phép cộng AB đây, A cộng B. Nếu mà answer bằng A cộng B đấy thì là đúng. Được chưa? Đấy. Như vậy nếu answer dùng ngõ mà bằng A cộng B là đúng, không là sai. Chúng ta lại vào cái lệnh này. Chúng ta đưa cái lệnh này ra. Đấy, em làm đúng rồi. Em làm đúng rồi. Em làm đúng rồi. Còn ở chỗ này là em làm sai rồi. Em làm sai. Được chưa? Đấy. À, nhưng mà đây là một cái bài toán rất đơn giản thôi, nhưng mà nó phức tạp hơn một chút, là chúng ta sẽ phải sinh ra cái phép toán động nhé. Ta chơi thử một bài này. Đó. Cộng số bao nhiêu? 1 6 là 7. Đúng rồi. Sao là kết thúc. Chạy lên 2 nhé, chạy lên nữa này. À, nó khác rồi, không phải là 1 6 nữa mà là 14 cộng 5. Thế không nào? Chạy lên 3 thử nhé. Lần 3 là 5 cộng 13. Chạy lên 4 này. 17 cộng 2. Như vậy mỗi lần chạy như vậy là máy tự động sinh cái bài nó là ngẫu nhiên, cho nên là mỗi lần ra nó lại khác nhau một chút, khác nhau một chút. Chương trình nó mới hay. Cái chương trình mình ra mà lúc nào cũng chỉ từng cái câu hỏi vẫn là câu hỏi là 7 cộng 10, 7 cộng 10 thì nó không hay lắm. Nhưng mà còn đây là một cái ví dụ đơn giản, cái ý nghĩa là cái tư tưởng của chương trình là đơn giản, nhưng mà chúng ta lập trình miệng một chút nên rất là hay. Được chưa? Đó. Nhưng mà đây là cái bài mà sinh làm toán, nhưng mà cái đề bài là được sinh ngẫu nhiên, thì chúng ta sẽ ghi cái bài này lại. Đây là bài số 3 nhé. Bài số 3 ở trên bài 2 là làm toán đó, làm toán mà sinh ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Nhiên là đề bài. Ngẫu nhiên câu hỏi. Đấy. Thì có nào? Thế bây giờ tôi giờ vì nó sinh ngẫu nhiên rồi chứ không có bài nào giống bài nào, thì tôi có thể cải tiến cái bài này, là tôi cho phép là gì? Cho bây giờ vẫn bài này tôi cải tiến đi, là cho phép làm là mỗi lần hỏi như vậy là không những hỏi một câu mà hỏi hẳn 5 câu. Hoàn toàn được 5 câu, nhưng mà vì các câu hỏi đều là sinh ngẫu nhiên cả, 5 câu như vậy là nó sẽ khác nhau. Được chưa? Thì thành bài toán hoàn chỉnh hơn. Như vậy bài này tôi làm mở rộng tiếp nhé, là cô giáo sẽ cho bài tập không phải là một câu mà cho các em làm là 5 câu liền. Đấy. Mỗi câu đều là phép cộng cả như này, mà chúng ta sinh ngẫu nhiên rồi cho nên cả 5 câu đều là phép cộng trong phạm vi 20, và cái đề bài của chúng ta là sinh ngẫu nhiên trên các đề bài là nó sẽ khác nhau. Được chưa? Và chúng ta sẽ mở rộng hơn nữa là cô giáo sẽ cho điểm luôn. Em làm một câu mà đúng ý, thì được 2 điểm, làm sai thì được 0 điểm. Thì sau đó cô giáo sẽ báo không báo điểm này, em được 10 điểm hay em được 8 điểm hay em được 6 điểm. Cho làm thử nhé. Đầu tiên là cái bài này, nhưng mở rộng ra là hỏi 5 câu. Đây, bây giờ tôi sẽ phải đưa tất cả cái nhóm này này vào một cái vòng lặp 5 lần. Tôi vào control và tôi kéo cái lệnh repeat này ra. Đó, và để ở đây là 5. Và tôi đưa toàn bộ cái này này vào trong này. Đó, thì đây có phải là một cái lặp 5 lần không? Nhưng vì câu hỏi chúng ta là nó sinh ngẫu nhiên, cho nên bảo đảm nó không, nó hầu như nó không được giống giống nhau cả, cho nên rất hợp lý nhé. Đó. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ cùng nhau làm này, sửa một chút nhé. Cô giáo đầu tiên, cô giáo sẽ thông báo là em chuẩn bị làm bài kiểm tra, em phải làm 5 câu đấy em nhé. Em chuẩn bị, đây là thông báo thôi, em chuẩn bị làm kiểm tra toán, làm kiểm tra toán.
Em phải làm 5 câu, em phải làm 5 câu. À, như vậy là thông báo trước đấy nhé. Chúng ta đưa cái này lên trên đầu. Đó, như vậy đây là một bài toán khác rồi đấy. Bài toán này là 5 câu. Để 5 câu cho nhanh thì tôi cái phần em là đúng rồi, sai rồi, tôi chỉ cần để đây tôi sửa thành số 1 giây thôi, 2 giây để lâu quá. Rồi, làm thử nhé. Này, em chuẩn bị là bài kiểm tra, em làm câu bài 1 này, là bài 1 nhá. Đây là 18. Đúng rồi, bài 2. Bài 2 là nó là 19. Đấy. Đúng rồi. Bài 3 thì phải làm sai 8. Bài bài 4 là 18. Bài 5 là 19. Được chưa? Đấy. Như vậy đây là cái bài là làm 5 câu, nhưng mà bây mà tôi muốn cùng các bạn chúng ta hoàn thiện luôn là chúng ta sẽ cho điểm luôn. Khi mà làm xong rồi thì sẽ cô giáo sẽ thông báo điểm và cô giáo sẽ khen là em chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra, em được bao nhiêu điểm. Làm được không? Được. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái biến là tính điểm của học sinh. Chúng ta vào cái variable đây và chúng ta tạo một cái biến mới là biến gọi là biến điểm đi. Biến điểm này các em chúng ta ẩn đi và sẽ là cái biến để lưu cái điểm học sinh được làm. Thì ban đầu khi mà bắt đầu chơi thì chúng ta bắt đầu chương trình thì chúng ta đặt cái biến điểm này bằng bằng không, chúng ta đưa lên đầu đó. Và ở chỗ này mỗi khi em đúng chúng ta tăng điểm lên lên 2 điểm, chúng ta dùng lệnh change điểm điểm lên 2, tức là làm đúng một bài được 2 điểm, làm sai thì không không được không được điểm nào. Chúng ta chuyên cái điểm bài 2 chúng ta đưa lên đây, chúng ta đưa lên chỗ này đấy. Được chưa? Đấy, như vậy ở đây là điểm là bằng không nhé, ở chúng ta điểm bằng 2 là tăng điểm lên 2 lần và lên 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 2, tăng điểm lên 2 đơn vị, và cuối này thì cô giáo sẽ thông báo điểm. Đây cô giáo sẽ vào lệnh này và thông báo là chúc mừng em đã hoàn thành, em được bao nhiêu điểm. Như vậy vẫn là phải nối nhé, em được bao nhiêu điểm. Như vậy là nối 3 cái đấy. Chúng ta vào đây này, chúng ta nối nhé. Đây một lần chúc mừng em, chúc mừng từ chỗ này như là chúc mừng em đã hoàn thành bài toán, em được điểm, sau đó có thêm em được bao nhiêu điểm, em được 10 điểm chẳng hạn, chúng ta vào thêm vào đây. Đấy, như vậy là chúc mừng em, chúng ta làm như, chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra, em đạt bao nhiêu đó. Mình cho nó nhỏ lại thì dễ làm nhé. Đây em chữ này này, em đạt bao nhiêu điểm đấy, điểm ghi ở đây nhé. Chúng ta sẽ kéo cái đen điểm này vào, em đạt bao nhiêu đấy, và đây là chữ điểm. Như vậy chúng ta đưa cái này vào đây rất đơn giản thôi, chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra, em đạt bao nhiêu điểm. Một cái mẹo để chúng ta đều vào đây. Đó. Nhưng mà chúng ta vừa mới hoàn thành một cái bài nữa nhé, để chúng ta bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó đúng nhé, mình làm thử này. Đấy. Chạy thử nhé. Đấy, em chuẩn bị bài kiểm tra này, em phải làm 5 câu. Câu 1 vừa sửa là 19. Làm đúng cả, nhưng câu 2 là 18. Xong câu 3 bao nhiêu? Câu 3 là cũng là 18. Câu 4 là 12. 12 và câu 5 là 14. Em làm đúng rồi, chúc mừng em đã hoàn thành, em được 10 điểm đấy. Bài cái câu cuối cùng này chúng ta có thể cho nó lâu hơn một chút, không phải là 2 giây, để hẳn là 5 giây đi. Đấy, 5 giây anh được hoàn thành tổng nhất nhiều hơn. Còn cái chỗ này đây là phương án nhé, đây thì bạn tôi ghi lại, đây là bài số 4, bài số 4 bài kiểm tra toán hoàn chỉnh được chưa. Còn thậm chí chúng ta có thể để cho nó đỡ phải mất thời gian, chúng ta có thể mỗi lần làm đúng hoặc sai gì đó thì cô giáo không 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 cần báo là đúng sai, chúng ta có thể bỏ cái này đi, bỏ cái này. Thậm chí chúng ta vì không, cái sai không cần báo nữa, chúng ta có thể bỏ luôn cả, chúng tôi bỏ cái này ra và tôi dùng một lệnh if thôi, lệnh if then thì không có else nữa. Đây, tôi làm lệnh if như này thôi và tôi kéo cái bên này sang lệnh if nhé. Nếu mà làm đúng thì được được điểm,
làm sai thì thôi, đấy, làm sai thì tôi bỏ qua. Đấy, phản. Nhưng mà đây là một phương án khác của một câu hỏi đó nhé. Đấy. Mà đây là chữ im lặng. Mà đây tôi sẽ lưu lại này. Là bài số 5. Kiểm tra toán. Mà cái hay của bài này là tất cả các câu được sinh ra nó là ngẫu nhiên. Đấy, các bạn có thấy không nào? Mà chúng ta vừa mới nên tức là chỉ một cái lệnh nữa thôi, một cái lệnh ask and wait, và chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ, rất là nhiều cái hay ho, được chưa ạ? Đấy. Đấy, thì đây là một cái tôi vừa mới trình bày xong cái một cái phần đầu tiên của cái bài hôm nay, là cái chúng ta học cái lệnh cảm biến là lệnh hỏi and wait. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là dựa trên cái này chúng ta sẽ tiến hành làm thử một vài cái bài một vài cái chương trình nó khó một chút xíu nhé. Đây cái phần mà chúng ta làm đây rất là dễ lắm, và cái hợp phần này các bạn có thể mở rộng ra rất là nhiều. Nhiều bạn có thể cái này làm câu hỏi cũng khó hơn, gọi cái mở rộng ra, ví dụ như không phải chỉ câu hỏi không không phải chỉ có là phép toán cộng, có thể là phép toán trừ thì làm như nào, có thể là phép toán cả phép toán nhân và chia làm như nào. Thì cái này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau, cùng trả lời sau nhé. Còn bây giờ chúng ta tạm dừng ở cái phần này ở đây, và bây giờ chúng ta sẽ dựa trên cái ý này chúng ta sẽ cùng nhau làm một số các bài, một cái như các trò chơi đơn giản nhé, để chúng ta làm cho thấy là sẽ thấy nó hay như nào ở cái bài này. Được rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài sau đây nhé. Các bạn sau đây là cái bài này. Như thế này đây. Đây là cái bài có cái một số cái bài game như sau nhé. Bây giờ như một cái này, một cái bài đây là mà bây giờ chúng ta cùng cho làm cái bản tiếp theo này, không phải mèo mà bây giờ nó sẽ làm tức là trên màn hình. À, bây giờ tôi nói thêm trước khi mà sang cái phần mới này, tôi nói thêm một chút nhé. Cái việc mà hiện câu hỏi đó nhé, thì cái không phải chỗ nhân vật mà sân khấu cũng làm được. Nhưng bây giờ tôi thử nhé. Đây, bây giờ tôi thử như sau này, sân khấu này. Sân khấu thì nó không, chúng ta lập trình nó cũng, nhưng mà sân khấu là vẫn làm được đây. Bây giờ như sau nhé. Để cho bạn thử, chúng ta vào sân khấu này, vào sân khấu của chúng ta vào sen sinh thì nó cũng có cái lệnh này. À, như vậy đây là cái lệnh mà cũng sân khấu cũng hỏi được các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà sân khấu thì nó không có lệnh nói, không có lệnh nói mà không đi lại được, thì làm sao mà có thể từ sân khấu có thể sang cái có thể chuyển sang bên kia. Rồi tôi làm thử cho bạn xem nhé. Bây giờ giả sử như sau này, giả sử trên màn hình có một cô giáo, được chưa, tôi có để như này. Nhưng cô giáo không hỏi mà tôi cho sân khấu hỏi đó. Sân khấu hỏi, vừa vào sân khấu hỏi luôn là bạn tên là gì. Chúng ta trả lời xong thì cô giáo sẽ nói là xin chào bạn, tôi trả lời là Hà, thì cô giáo nói xin chào bạn Hà. Thì làm sao mà từ sân khấu này từ đây có thể chuyển thông tin sang cho giáo viên để giáo viên biết được đó. Thì cái đó là chúng ta sẽ cùng nhau lập trình cái bài đơn giản như vậy nhé. Đây là cái bài số 2. Cái phần tiếp theo là chúng ta rất nhiều cái bài toán ấy, là trước tôi nói rồi, rất nhiều cái chương trình game thì sân khấu là cái nơi mà dùng để điều khiển tham số hệ thống, tham số về thời gian này, hay là tham số về điểm số này, vân là những cái là cái phần mà thông thường là sân khấu là người kiểm soát. Mà đây chúng ta làm ví dụ khác, sân khấu sẽ là người đầu tiên sẽ là ra ra cái câu hỏi bạn tên là gì, nhưng mà làm sau đó để mà giáo viên phải là cái người mà biết được, giáo viên sẽ nói là xin chào bạn làm thế nào. Thì tôi là cái hợp đồng cả hai nhé. Đây. Thì đầu tiên chúng ta lập trình cho sân khấu trước. Sân khấu sẽ hỏi câu đầu tiên ngay từ khi vào, bạn tên là gì. Chúng ta thử nhé. Đây. Bạn tên gì, bạn tên là gì. Thế thử cho bạn xem nhé. Sân khấu thì nó không phải, nó không có mặt người, nó không có cái để chúng nói được cả. Mình bấm lên chạy thử nhé. À,
Bây giờ sân khấu nó hỏi ngay dưới này, và ở trên này có dòng chữ cái ở đây, ở cái dòng nguyên liệu này. Như vậy là cái việc nhập liệu từ từ sân khấu là nó khác so với người dùng, so với nhân vật. Nhân vật thì cái giọng nói, cái dòng chữ nó hiện ra ngay ở ở cái miệng của, hay là ở nhân vật đó. Còn ở phía dưới này, phía dưới màn hình nó chỉ là cái dòng mình nhập liệu thôi. Còn nó sân khấu hỏi thì ở phía dưới này hiện luôn cả cái tên câu hỏi và dòng nhập liệu luôn. Đó, cho nên đây là, nhìn vào bên này, đây chính là câu hỏi do sân khấu hỏi. Được chưa? Rồi, thế bây giờ làm sao nhé? Thì bây giờ chúng ta tạo ra một cái biến, là cái biến tên để chúng ta lưu cái tên của cái học sinh đó nhé, tên tên đấy. Và khi mà khấu đây, khi sân khấu hỏi bạn tên là gì, chúng ta gõ cái gì nhỉ, chúng ta gõ cái tên chúng ta, enter, cái tên chúng ta lưu vào cái biến answer này đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ phải cất đi, chúng ta sẽ phải lưu cái gán cái biến nó vào cái vào gán cái biến trong thể là answer này vào cái biến tên đó. Chuyện này là xong nhé, chuyện này là xong cái việc là nhập dữ liệu cho nhân vật là sân khấu. Thế bên làm thế nào để mà cái người cô giáo này biết được là đã nhập dữ liệu xong và tên là như này, làm nào? Đấy thì cái này trước tôi làm rồi, các bạn chú ý. Để mà có cái con liên hệ giữa sân khấu và cô giáo, chúng ta phải có thêm một cái biến nữa, cái biến nhớ nữa đó nữa, nó rất quan trọng, nó đóng vai trò là nó dùng để liên thông giữa các nhân vật với nhau. Thì ở trong SCAD thì tất cả các biến gọi là biến chung ấy, thì chúng ta tạo bằng biến nhé, thì nó có hai loại, một loại là biến chung, đây mà chúng ta tạo cái biến nhé. Đây, chúng ta vào vào nhân vật này, chúng ta vào nhân vật chúng ta tạo cái biến, thì bây giờ nó có hai loại là biến, đây là biến chung cho tất cả mọi nhân vật và cả sân khấu nữa. Còn bên này nó là cái biến riêng của từng nhân vật. Sân khấu thì không có biến riêng, sân khấu thì đã tạo biến là luôn là biến chung. Được rồi, thế bây giờ để sao cho là cái cô giáo này biết được là đã trả lời xong, thì chúng ta tạo một cái biến mà cô giáo này sẽ là người tạo ra, và cô giáo này là để kiểm soát biến đó để biết là em đã trả lời chưa. Đấy nhé. Thì cô giáo tạo một cái biến, tôi lấy ví dụ cái biến là dùng cái từ là trả lời xong nhé, hay thì viết tiếng Anh nên là gọi là biến xong đi, biến xong. Thật ý là đã xong chưa đấy, trả lời xong chưa đấy nhé, biến xong. Xong chưa hay xong rồi? Đấy, thì đầu tiên khi cô giáo và đây cô giáo chương trình cô giáo đây, khi bắt đầu vào chương trình thì cô giáo sẽ gán cái biến xong này là không, chứng tỏ rằng là học sinh đó chưa trả lời xong. Được chưa? Chưa trả lời xong. Và đây khi mà sau đó là người đồng thời nhé, đồng thời là sân khấu sẽ hỏi hỏi và trả lời. Khi chúng ta trả lời xong thì chúng ta sẽ gán cái biến xong này là một, đó cái biến xong là một để thông báo rằng là gì, là đã trả lời xong. Nhưng mà chúng ta cần cần cái biến này để kiểm tra xem là học sinh đã trả lời sân khấu chưa. Mặc định khi chúng ta bắt đầu chơi thì biến xong nó bằng không, còn khi mà học chúng ta trả lời xong cho sân khấu thì đặt biến xong là một, đó là như xong rồi. Như vậy là cô giáo đầu tiên khi cô giáo bắt đầu chương trình nhé, cô giáo đặt biến xong là không, và sau đó cô giáo sẽ chờ chờ cho đến khi mà chúng ta nhập xong, chúng ta vào lệnh control và có lệnh là wait để chờ, cô giáo chờ thôi. Chờ cho đến khi mà cái biến xong này bằng một thì cô giáo sẽ trả lời. Đây. Chờ cho đến khi nào? Lệnh này là wait until, là chờ cho đến khi cái biểu thức này là bằng đúng. Cho đến khi nào? Cho đến khi mà chúng ta kéo cái này ra. Chờ cho đến khi mà cái xong này, cái biến xong này nó bằng gì, nó bằng một. Đấy. Được chưa? Nhưng mà thấy đây là cái kỹ thuật thôi để chúng ta liên hệ giữa sân khấu và cô giáo. Ở trong SCAD thì có nhiều cách để chúng ta liên hệ, nhưng đây là một cách rất đơn giản. Thì mai kia chúng ta sẽ học các lệnh liên hệ giữa các nhân vật sân khấu nó mạnh hơn. Nhưng mà ở đây là hôm nay là cái bài
Ban đầu thì tôi đưa ra cái việc quan hệ đơn giản là dùng dùng biến dùng dùng biến dùng biến là hoàn toàn có thể là quan hệ giữa các nhân vật với nhau, và đặc trưng của nó là đặt ra các giá trị của biến. Ví dụ ở đây là biến song nhé, thì cái biến song có nghĩa sau: biến song bằng không tức là học sinh chưa trả lời xong, biến song bằng một tức là trả lời xong rồi. Như vậy là cô giáo làm chuyện như sau: cô giáo sẽ là đầu tiên khi bắt đầu chơi, cô đặt luôn là biến song bằng không và cô giáo ngồi chờ, wait until, chờ cho đến khi xong mùng 1. Khi mùng 1 xong thì cô giáo sẽ trả lời, cô giáo sẽ nói, cô giáo sẽ là người nói là: xin chào bạn Hà, xin chào bạn Bình. Cô giáo sẽ dùng cái lệnh này, lệnh này: xin chào bạn gì đó, đúng không? Đấy, cô giáo sẽ phải nối, cô giáo sẽ phải nối hai cái tên. Xin chào, xin chào bạn, bạn gì đó. Đây, chúng ta kéo cái biến tên này ra, xin chào bạn đó, ta điều vào đây. Các bạn có thấy thấy không nào? Như vậy là sân khấu vẫn có thể, mặc dù sân khấu không nói được, sân khấu nó không phải nhân vật, không nói được ra bằng bằng lời, nhưng mà sân khấu ở trong trong class, sân khấu là có âm thanh. Chúng ta bấm vào đây nhé, sân khấu là có âm thanh, để sân khấu có âm thanh, và sân khấu lúc không có, không không có lệnh nói ra, sân khấu có âm thanh và sân khấu cho phép là hỏi bằng lệnh ask, bằng lệnh như vậy. Sân khấu độc quyền là tương tác với người dùng, các người dùng như vậy, nhân vật cũng tương tác được mà và sân khấu cũng tương tác được, rất là hay, phải chưa? Mình chúng ta chạy thử nhé, bấm vào đây. Như vậy là lập trình đồng thời cho cả cô giáo và sân khấu, chúng ta bấm vào đây đó. Như vậy là sân khấu hỏi trước: bạn tên là gì? Tôi tên là Hòa. Enter, và lập tức là cô giáo sẽ báo là: xin chào bạn Hòa. Thấy không nào? Như vậy bài tập này cái là các bạn rất đơn giản thôi, nhưng mà nó quan hệ giữa sân khấu và giáo viên thông qua một cái biến mà chúng ta vừa tạo ra, là cái biến song. Như vậy cái vai trò của biến là rất quan trọng đấy. Nhưng bài này của bài như sau, bài này hay của bài này là gì? Là chúng ta sẽ đưa là sân khấu là người hỏi. Trong rất nhiều cái bài toán, nhiều trò chơi, sân khấu là người hỏi rất quan trọng. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lưu cái bài này thành bài số 6. Đây, lưu thành bài số 6, đúng không? Bài số 6 là sân khấu hỏi. Ta biết thôi. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái trò chơi nhé. Chơi này là cũng dễ thôi, nhưng mà đối với người bắt đầu thì là khó. Là như sau này. Trò chơi làm toán. Là cái bản như sau nhé. Chúng ta cùng nhau cùng tức là trên trong chương trình có một đám mây, đám mây nó sẽ bay qua bay lại ở trên cái này, nó bay qua bay lại, nó sẽ bay từ bên phải sang trái, từ trái sang phải, góc cạnh thì là quay lại, và đám mây đó nó sẽ hiện ra một cái đám mây đó là nó sẽ hiện ra cái gì, thì hiện ra một câu hỏi, một phép toán đó. Và phía dưới luôn luôn là sân khấu sẽ hỏi cái đáp án, học sinh sẽ nhìn đám mây đó và gõ đáp án ở dưới. Được chưa? Nếu có đáp án mà sai thì nó bắt gõ lại liên tục, nó gõ lại. Khi học sinh mà gõ đúng một đáp án thì cái đám mây đó đấy, thì cái đám mây mà nó đã đang hiện cỏ đó, thì nó sẽ có tiếng pop, và lúc đó nó sẽ hiện ra một câu hỏi khác. Cứ như vậy nó sẽ làm, chúng ta sẽ cho lập trình là có hai đám mây như vậy, là di chuyển hai đám mây cùng ra các câu hỏi, cùng ra các câu hỏi về toán nhé. Như vậy đây là một chương trình làm toán mà thành một trò chơi nhé. Tức là trên 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 trời các đám mây sẽ di chuyển từ phải sang trái, trái sang phải, và luôn hiện ra các cái đáp án, các cái câu hỏi toán, các cộng các trừ. Yêu cho hai hai đám mây, một đám mây là chuyên ra câu hỏi là cộng, đám mây chuyên ra câu hỏi và trừ, và chúng ta sẽ là người mà nhập dữ liệu. À, tức là người người mà nhập nhập cái đáp án cho câu hỏi đó nhé. Vậy là một cái trò trò chơi làm toán, mà cái trò chơi này là như sau. Chúng ta trò chơi này sẽ chơi sẽ diễn ra trong vòng 60 giây. Khi mà chúng ta mà gõ một cái đáp số nhưng mà đúng thì được cộng một điểm, còn tôi sẽ làm thêm là nếu gõ sai thì bị trừ một điểm, như thế nhé.
Nhưng mà là sau khi kết thúc 60 giây thì em nào mà được điểm cao nhất thì người ta là người người thắng. Được chưa? Thế như vậy tôi vừa mới mô tả một kịch bản một cái trò chơi tôi đã hoàn chỉnh. Chúng ta cùng làm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ new new một cái mà chúng ta sẽ new nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho một đam mê đã, xong đam mê thứ hai cho lập trình sau, chúng ta làm tương tự thôi. Bây giờ chúng ta xóa căn mèo này đi và chúng ta sẽ đưa cái đam mê này vào. À, trong chương trình là có rất nhiều hình ảnh cái đám mây đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhớ đây đám mây này, đây, đám mây này nhé, đây, đám mây này, này nó sẽ đi qua đi lại và nó sẽ đi qua đi lại này và sau đó nó luôn hiện ở trên màn hình cái câu hỏi được chưa đó ở đây nhé. Đấy. Về như sau này, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ lập trình cho con đam mê nó chuyển động đã, nó chuyển động đã nhé. Chuyện này là khi bắt đầu chơi là nó chạy luôn, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một số biến tổng thể, sân khấu sẽ là nơi kiểm soát thời gian của trò chơi, được chưa? Đó. Thì bây giờ như sau nhé. Bắt đầu chơi là luôn này. Thì có rất nhiều cái phương án để chúng ta làm. Đây vậy là bấm bấm nút này là bắt đầu chơi luôn nhé. Các bạn đợi tôi một chút. Alo, ơi gì đấy? Hỏi đi. Của Python nhé à? Không 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 đúng. Các phần tử của mảng ở trong Pascal và C thì đúng là nó ở liền nhau, nhưng trong Python thì nó không nó là không liền nhau nhé. Kia đã. Nhưng mà ở trong bản thân là mình có ở đây chứ là chịu tân không, cái lõi nó không có cái ở đây, nó có là người ta tạo ra thêm, tạo ra là một cái gọi là cái sơ thì party, tức là nó chỉ là làm thêm thôi. Còn cái lõi của Python không không có không có khái niệm mảng, không có khái niệm ở đây nhá. Không có, nó chỉ khái niệm list thôi. Cái list của Python nó chính là mảng của Pascal, được chưa? Rồi rồi. Thôi bây giờ mà kia kia anh dạy một tí, anh dạy xong anh sẽ alo cho em. Anh đâu khoảng đi về bây giờ, bây giờ làm gần 9 giờ, 9 giờ anh xong 9 giờ đi em gọi lại nhé. Anh đang giảng lát nữa thì anh sẽ trả lời cho anh. Cùng cùng bàn 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 9 giờ nhé, 9 giờ nhé. Ôi, từ đó nó nhanh nó lâu phết. Rồi bây giờ tôi sẽ làm nhanh nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau làm này. Chúng ta lập trình cho bây giờ chúng ta lập trình cho một con một một đam mê đã, còn đam mê thứ hai chúng ta làm xong thì cái mà đam mê thứ hai là mà tự về nhà đi. Như vậy đam mê thứ nhất này là cái gì, là cái đam mê như sau này, nó sẽ di chuyển liên tục từ phải sang trái, từ trái sang phải mà chúng ta tôi muốn là như vậy chúng ta lập trình là đầu tiên này cho đam mê chuyển động trước đấy nhá, sau đó là gì, sau đó là lập trình là thứ hai tiếp theo là chúng ta cho đam mê luôn sinh ra một cái luôn luôn là hiển thị trên màn hình một cái phép toán cộng mà phép toán cộng đó là ngẫu nhiên, được chưa? Sau đó chúng ta lập trình cho tiếp theo là sân khấu là người đưa ra câu hỏi và chúng ta luôn trả lời, trả lời đúng thì sao, trả lời sai thì sao, chúng ta sẽ cùng nhau làm. Rồi thế bây giờ làm nhé, bây giờ tôi muốn là đam mê này như xong, bây giờ tôi lập trình cho đam mê này. Đây tạo trình đám mây nhé, tôi bấm vào cái chỗ này mà tôi làm luôn, bây giờ tôi lập trình luôn này, chứ tôi không dùng cái vào cái là làm lại luôn nhé, không cần dùng cái phím space, bắt đầu luôn nhé. Thì đám mây như sau, cái đám mây này nó sẽ vào luôn cái vòng lặp vô hạn luôn, tôi vào cái chỗ này và vào luôn vòng lặp vô hạn.
Được chưa? Đó. Thì đam mê nó sẽ di chuyển như sau này. Bây giờ muốn cho nó di chuyển để tôi làm cùng các bạn chúng ta làm cho nó hay luôn như này nhé. Khi bắt đầu chơi thì đam mê nó sẽ hiện ở bên trái. Bên trái với cái tọa độ y là ngẫu nhiên. Khi mà sang bên phải thì nó sẽ khi mà chạm phải cái vạch bên phải thì nó sẽ bật trở lại. Bật trở lại và tôi muốn khi bật trở lại thì nó sẽ gì? Khi bật trở lại thì nó sẽ gì? Nó sẽ không. Nó sẽ luôn chạy từ bên trái sang bên phải. Khi gặp bên phải thì nó đã quay lại bên này. Cái này lập trình dễ hơn nhé. Như vậy là theo một chiều chiều này khi sang bên phải thì nó sẽ mất đi và nó cũng hiện lại ở bên trái, và cứ như vậy nó di chuyển như này, và một lần nữa ở bên trái thì nó sẽ thay đổi cái tọa độ y cho nó ngẫu nhiên, cho nó hay thôi, ngẫu nhiên nhé. Rồi nó làm nhé. Thì ban đầu tiên cho đặt kia tọa độ y của thằng này là ngẫu nhiên, rồi tôi cho nó quay về bên phải. Đây chúng ta làm như này, chúng ta đặt cái chế độ như sau nhé. Chúng ta nó cho nó quay, nó luôn quay về bên phải là ở đây này đó. Chúng ta đặt cái tọa độ y cho nó là ngẫu nhiên, tôi dùng cái lệnh là set y. Đấy, là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là ở đâu? Tôi cho ngẫu nhiên trong khoảng là khoảng từ trừ trừ 100 đến nào, từ trừ 100 đến 100 thôi. Để cho nó nằm một khoảng giữa giữa màn hình để cho nó dễ nhìn đó, được chưa? Sau đó thì như sau, sau đó thì nó sẽ liên tục di chuyển về phía trước, nó sẽ vào lặp vô hạn đây và nó sẽ di chuyển về phía trước cho nó remove với cái vận tốc là 5 chẳng hạn, được chưa? Đó. Nếu gặp cạnh bên phải thì nó quay lại. Đấy. Thì chỗ này chúng ta có thể tùy dùng cái lệnh gì thì dùng, chúng ta dùng lệnh này cũng được, chúng ta dùng cái lệnh là if đâu rồi. Nếu mà cái em là tọa độ x của nó mà lớn hơn 240 thì nó quay lại đây. Đây mà nếu mà cái tọa độ x là cái này, nhưng tọa độ x là cái em là cái exposition, nếu mà exposition mà lớn hơn 240 thì nó sẽ quay trở lại ban đầu. Chúng ta đặt lại cho nó là set x gì đâu rồi, lại set x gì là -240, -240. Nếu mà cái này nó chạy sang bên phải gặp cạnh thì nó sẽ quay lại chạy từ từ bên trái nhé, gấp 10. Và ở đây chúng ta sẽ đặt, khi chúng ta nó quay đây thì chúng ta cho nó đặt ở một cái vị trí ngẫu nhiên khác đây. Đó, cái này để cũng được. Anh có thấy nó chạy như thế nhé, đây. Đây. Nó chạy em luôn, chạy nó như thế, quan trọng như vậy, được chưa? Đó rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm này, cùng nhau là nhé. Bây giờ như sau này, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra hai cái biến là AB mà cho nó sinh ngẫu nhiên, và cái nhân vật này nó sẽ hiện ra luôn phép toán là A cộng B. Còn câu hỏi là cái người hỏi thì không phải người này hỏi, mà câu hỏi là cái người là sân khấu hỏi cơ. Đấy, bạn này khó hơn nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo ra hai cái biến là AB, đây là cái biến chung là A và cái biến chung là B, để lấy biến này để cho cái đam mê này nó luôn là nhé. Đây thì bây giờ tôi set A này như nãy nhé. Đây, tôi làm phép cộng cho phạm vi 20 nhé. A là từ 0 cho đến, thì để cho nó đơn giản đây là 18 đi, và B, set B phép cộng trong phạm vi 20, set B là từ bao nhiêu? Set B là từ 0 đến 20 trừ A. À, tôi vào kéo cái này ra. 20 phải trừ đây này. Đây là 20 và trừ đi A. Trừ đi A. À, trừ đi A. Như vậy là phép toán của chúng ta nó là phép toán này nhé. Tôi để ngay ở đây. Đó. Và khi chạy nhé. Khi mà chạy thì cái con này nó luôn là nó đây, nó luôn là như này. Ta dùng lệnh nó luôn là hiện ra như đây, hiện ra là A cộng B nhé. Chúng ta nối lại như sau này, chúng ta dùng cái này, đây là A này cộng này B bằng nhé. A cộng B bằng, chúng ta phải nối bốn cái liền, ba cái liền nhé.
A cộng B bằng, đây đây là A nhé. Đây chúng ta nói này, A này, A này, đây là cộng này, cộng này, sau đó là B này, sau đó là bằng, đây là F này. Vì cái ở cái này luôn luôn là cây như này, để vào trong này. Đấy, trong vòng là forever, nó luôn là như thế nhé. Đấy, chạy thử xem này. Đấy, nó luôn là chạy như này. Đấy. Được chưa? Đấy. Đây là cái đám mây thứ nhất thì nói như thế, nhưng đám mây thứ hai là sẽ là phát trừ tôi làm sau, vì chúng bắt là đám mây thứ nhất đã. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ em đây là được gần một nửa của chương trình rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục này. Thì cái người mà hỏi sẽ là cái trò chơi này là cái người hỏi là sân khấu. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình sang cho sân khấu này. Chúng ta bấm vào sân khấu nhé. Đây. Sân khấu thì như sau, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến để đo thời gian, gọi là biến time để cho thời thời gian, được chưa? Thời gian có thể hiện ngay trên này cũng được. Đó. Thì chúng ta bắt đầu chơi trò chơi đây. Khi bắt đầu chơi nhé. Khi bắt đầu chơi thì chúng ta đặt thời gian ban đầu, thời gian của chúng ta là không, đấy. Được chưa? Sau đó là chúng ta như làm sau. Sau đó đây cái chỗ này là để kiểm điểm soát thời gian. Chúng ta sẽ lặp lặp cho đến khi mà thời gian bằng bằng 60 thì chúng ta dừng lại và stop tất cả lại. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta dùng cái lệnh là repeat until. Đó. Đây là cái đoạn chương trình để kiểm soát thời gian của trò chơi. Đặt thời gian bằng không và chờ nhé, chờ cho đến khi là cái thời gian này đúng bằng 60 thì dừng lại. Đây, chúng ta cho đây nó bằng đấy nhé, thì chúng ta kéo cái time này ra. Nếu mà thời gian bằng 60 thì chúng ta đã chơi xong thời gian và chúng ta dừng lại. Đấy. Thì mỗi lần là lặp này là gì, chúng ta sẽ làm như sau, lặp chúng ta wait 1 giây và chúng ta sẽ tăng thời gian lên một bị change change time. Đó, một bị được chưa? Thế như vậy là đây chính là cái đoạn chương trình là để mà cái biến đếm nó tăng này, tăng lên cứ 1 giây tăng lên 1, 2, 3, tăng lên 60, đúng là 60 giây, vì mỗi 1 giây là tăng một lần, cho nên là khi mà kết thúc của vòng lặp là time bằng 60 chứ còn là 60 giây. Khi mà xong hết rồi thì chúng ta sẽ cho nó dừng lại, dùng lệnh stop on để chúng ta dừng toàn bộ chương trình lại. Đó. Đây là cái đoạn chương trình để điều khiển nhé, điểm thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ làm một chương trình để mà nó tính. Đó, đấy. Được rồi. Thì chúng ta sẽ phải làm cái vòng mà chúng ta sẽ phải làm một cái chương trình ở bên cạnh song song với nó đây. Song song. Được chưa? Thì liên tục là đây chúng ta vào cái vòng lặp này cũng là forever, và sân khấu sẽ luôn luôn hỏi là bạn hãy nhập đáp án đúng đấy nhé. Đây sân khấu sẽ vào cái lệnh là cảm biến, đây bắt đầu cảm biến nhé, đây cảm biến bằng cái lệnh này đấy. Sân khấu sẽ hỏi là hãy nhập đáp án đúng, đáp số hay đáp án đúng, nhập đáp số, hãy nhập đáp số nhé. Đấy, hai chấm được chưa? Thì khi bắt đầu chơi này, làm lại nhé, bắt đầu chơi nhé. Đấy, luôn luôn lên đấy. Ở trên màn hình là có cái ở trên phía trên là có cái đám mây bay bay đúng không nào? Đấy, và dưới này là chúng ta phải nhập. Nếu mà chúng ta nhập sai thì nó sẽ nó lại nhập tiếp. Tôi cảm thấy nhập sai thì tôi tính sau nhé. Nhập mà nếu nhập đúng thì như thế nào? Bây giờ tôi sẽ làm sau. Nếu nhập đúng thì chúng ta sẽ đây hơi khó một chút trước thì được, chúng ta có làm đi. Nếu nhập đúng thì chúng ta phải làm cái sai như thế nào, thì như sau này. Đây là khi mà hỏi nhá, thì người dùng mà gõ gõ đáp số enter thì chúng ta phải lưu cái đáp số đó vào một cái biến nhớ riêng để chúng ta xử lý. Đây bây giờ chúng ta tạo một cái biến có tên là gọi là input đi. Đây là cái đây input là cái dữ liệu mà người dùng sẽ nhập vào từ bàn phím. Đó, input nhé. Và khi mà người dùng nó nhập ở đây này, chúng ta sẽ set, chúng ta sẽ gán cái input đó. Khi người dùng mà cái lệnh này này nó sẽ kết quả nó sẽ trả lại vào cái biến sensor, là cái biến cảm biến, là cái biến này, là cái biến answer, là cái biến answer, answer này. Đó. Thì khi người dùng mà
mà nhập xong thì chúng ta lập tức là gán cái answer này gán cho biến input đó, biến input, và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra ngay lập tức ở đây nhé. Nếu kiểm tra đúng thì sao, nếu sai thì sao, thì chúng ta làm luôn luôn đây nhé. Đấy. Thì như sau này, nếu đúng tức là cái nếu đúng thì mà nếu đúng thì cái đây thì chúng ta làm như sau, thì cái input đây là phải bằng cái tổng, bằng tổng của AB ở trên này nhé. Đấy, thì chúng ta làm như sau, mình có thể nhiều cách làm lắm. Bây giờ như này, bây giờ tôi sẽ quay lại cái quay lại cái con quay lại cái này nhé. Thì tôi làm như sau cho nó hay hơn này. Mỗi lần mà chúng ta đặt A đặt B thì chúng ta sẽ đặt một cái biến kết quả riêng ra để chúng ta lưu kết quả để chúng ta cho kiểm tra cho nó dễ. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo một cái biến có tên là kết quả nhé. Có tên là kết quả. Cái biến này là lưu kết quả phép toán hiện thời chúng ta đang làm. Được chưa? Đó. Rồi, và bây giờ thì ở đây chúng ta sẽ gán luôn chỗ này. Chúng ta sẽ gán biến kết quả ở đây nhé. Chúng ta để ngay đây này. Kết quả ở đây là bằng A cộng B. Chúng ta sẽ ở đây, chúng ta sẽ kéo cái phép cộng này vào. Cộng này nhé, cộng này. Về ba cái biến này chúng ta luôn luôn phải lưu lại cùng nhau A, B và KQ nhé. Là kết quả. Đây là A này. Đây là B này. Đấy, thấy chưa? Nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái sân khấu đây. Thì nếu mà để chúng ta chú ý nhé chỗ này nhé, chúng ta kiểm tra ở đây này. Đây chúng ta lại cần chuồn nhé, ít này. Vì chứ thôi tôi làm cái phép đúng, còn làm sai tôi làm sau nhé. Cái phần phần mà làm sai mà trừ điểm ấy, thế nên là đúng thôi, đúng thì được cộng điểm, sai thì tôi bỏ qua nhé, sai lại làm tiếp. Nhưng mà là ít này, đây ít nhé, input nhá. Nếu mà if mà input bằng đây, if mà input là cái dữ liệu cho người dùng nhập vào ấy, là input này mà lại bằng với KQ là kết quả của chúng ta đang có đó, thì chúng ta sẽ làm cái động tác là có một tiếng pop và điểm tăng lên, điểm tăng lên nhé. Và đồng thời thông báo để cho cái em, để cho cái em, để cho cái đám mây này nó sẽ thay một cái phép toán khác. Đấy. Được chưa? Thì khó hơn một chút nhé. Rồi, nếu đúng thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ tạo một cái tiếng pop ở đây, start pop. Chúng ta tăng điểm lên, thế là chúng ta chưa có điểm đúng không? Bây giờ chúng ta phải tạo một cái biến điểm, một cái biến điểm là biến gọi là biến score đây nhé, score này. Biến score nhé. Đấy, biến score nhé. Biến score là cái biến dùng từ đấy, score là cái biến để mà mô tả cái điểm của học sinh. Đấy. Để bên này nhé. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm này. Đầu tiên chúng ta đặt cái biến score là bằng 0 nhé. Ban đầu nó là 0. Chúng ta để ở đây này để không quan trọng. Đấy. Thì nếu mà người dùng mà làm đúng thì chúng ta tăng cái biến score lên lên một đơn vị. Dùng biến score đây. Chúng ta tăng lên lên một đơn vị ở chỗ này. Đấy. Tức là tăng lên nhá. Tăng lên xong rồi thì lập tức chúng ta lại quay lại và lại hỏi luôn, hỏi tiếp câu hỏi nữa. Được chưa? Rồi. Nhưng mà khi mà làm đúng ấy thì chúng ta sẽ phải thông báo sang sang bên kia, thông báo cho thông báo cho bên này, để bên này người ta sẽ cho cái bên này, cho bên đám mây nó sẽ thay câu hỏi khác. Như vậy chúng ta sẽ phải làm một cái biến nữa để mô tả, hiểu nhá. Cái biến này là làm mỗi khi mà trả lời đúng nhá, thì tôi sẽ tạo một cái biến nữa là biến là đúng. À, đúng rồi, thì hay hay đúng rồi là cái biến dùng để mô tả học sinh đã làm, là người dùng đã làm đúng một một câu hỏi nhá. Đúng rồi này. Đấy. Thì như sau này. Đây. Mỗi khi mà ra một câu hỏi thì chúng ta sẽ phải đặt mặc định chúng ta đặt cái biến đúng rồi là không, là chưa làm đúng, chúng ta để ngay ở dưới này. Đấy, như này. Như vậy là khi chúng ta đặt đặt đây cái lệnh đề, cái lệnh đặt ra một, đây là những cái nhóm lệnh mà đặt ra các cái tham số của bài toán, phép cộng hai số này. Kết quả là đáp số này đúng rồi là bằng không. Bằng không là chứng tỏ là chưa làm xong nhé. Mình ta quay ở đây này, nếu làm đúng rồi nhá, để làm đúng nhá, thì chúng ta đặt cái biến đúng rồi là một. Đấy, các bạn chỗ này hơi khó một chút này. Đấy, đặt nó là một. Đấy, ở đây cho để lơi như thế nhé. Đó.
Như vậy là nếu người dùng mà đặt mà là đúng rồi này, làm đúng này thì kêu pop một cái này, tăng điểm lên và đặt đúng rồi là một để thông báo cho bên này. Bên này sẽ là cái nơi mà nhận thông tin là đúng rồi bằng một thì bên này lập tức là thay đổi. Bây giờ thì vì chúng ta cùng nhau làm bài này nhé, chúng ta sang bên này. Đó. Chúng ta lập trình một chút thôi là nó ra được luôn nha, chúng ta ở đây nhé. Rồi. Ở bên này chúng ta phải lập trình song song, song song. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm lại cái lệnh này. Đây. Được chưa? Đấy. Và đây chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ cho một cái vòng lặp forever thôi để cho cùng làm để cho nó xong cái bên này nhé. Cái bên này chỉ là có tính năng là gì, nếu mà biết được là đúng rồi là một thì lập tức chúng ta phải thay lại cái phép toán. Đây chúng ta làm như sau này, bên này nhé, thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ cho cái vòng lặp là forever ở đây đó bên này, và chúng ta kiểm tra nếu 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 mà đúng rồi bằng một, tức là nếu mà chúng ta biết là người dùng đã nhập đúng một câu hỏi đây, nếu mà biến đúng rồi là một đây nhé. Đấy. Nếu mà cái biến đúng rồi là một, tức là người dùng đã vừa mới làm đúng một cái bài đấy, thì sẽ làm sao đấy, thì chúng ta phải làm lại đấy, chúng ta copy lại toàn bộ cái này, chúng ta bị chúng ta kéo xuống và chúng ta sẽ copy đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ là đặt lại là A, đặt lại B, đặt lại KQ, đặt lại đúng rồi lại bằng không, và bây giờ B nó chạy mà đâm ma suy ra là nó kết quả nó sẽ hiện ra là một cái con số khác đấy. Nhưng mà đây là cái lệnh rất quan trọng để giúp chúng ta là mỗi khi mà người dùng mà nhập đúng thì nó kêu pop một cái và câu hỏi ở trên trên đám mây nó sẽ hiện ra là một câu hỏi khác. Đây là chúng ta thử nhé, đúng không nhé. Đây bài này mà rất là khó, rất là hay đấy nhé, mặc dù nó là bây giờ tôi phóng to thì sẽ nhìn ra đúng sai nhé. Đây, bắt đầu đây nhé. Đây 18 thì tôi gọi là 9 này. Đấy, ra ngoài khác rồi nhé. Mình tôi gõ sai này, gõ sai nó chẳng gì cả. Bây giờ là 16, 4 là 20 nhé, 20 này. Đấy, ra ngoài khác rồi. Cứ ra mà nhập đúng nó lại bên này nó lại ra ngoài khác và chúng ta tăng score lên. Và thời gian là hết thời gian này là tựa là dừng lại hết và điểm số sẽ là cái điểm của chúng ta. Đây 16 1 là 17 nhá, 17 này. Đấy, 42 là 6 này. Đấy. 13 một là 14 này. Đấy. 17 là 8 này. Đấy. Vậy là một trò chơi như vậy. Bạn đã hiểu chưa? Bên đây chỉ là đơn giản chỉ là một đám mây thôi. Nhưng mà tôi muốn là cái bài này các bạn sẽ phải mở rộng ra để nó thành nhiều đám mây. Mà chúng ta làm một đám mây đã nhé. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ là cùng nhau bây chúng ta sửa một chút được động đó này. Sửa cho hay hơn, nhưng chúng ta cho nó chạy không phải là chỗ này chạy 10 thì nhanh quá, đây là chúng ta cho nó chạy là đến 5, chúng ta chạy là 3 thôi, 3 step cho nó ngắn lại. Và bây giờ tôi sửa một chút này, tôi sửa là nếu mà sai thì nó sẽ ra một cái tiếng âm thanh khác, ra một tiếng là sai đi, sai rồi đi, và chúng ta sẽ trừ điểm rồi. Thì chúng ta tất cả ở đây hết nhé, tất cả bên sân khấu này. Đây. Chỗ này là đúng rồi này. Bây giờ tôi thu âm thanh luôn cho nó hay nhé, tôi vào đây thì thu âm thanh là tôi thu âm thanh là đúng rồi sai rồi cho nó hay luôn nhé, đúng rồi nhé, tôi thu âm thanh đúng rồi, chúng ta thử đúng rồi xếp đây là đúng nhé, đúng. Chúng ta lại thu âm thanh khác là sai rồi nhé, sai rồi, đấy, chúng ta thử sai rồi, cái này là sai nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa lại cái chỗ này đây, chỗ này nhé. Chúng ta không để này mà chúng ta cho cái chúng ta cho cái là cái vòng lọc là cái if là if mà then else nữa nhé. Chúng ta bỏ cái này ra. Đây, chúng ta đưa cái này sang bên này. Nếu mà làm đúng thì sao? Đây. Thì chúng ta sẽ change score by một nhé, sau đó chúng ta cho cái tiếng pop, không phải là pop mà là cái từ là đúng rồi đúng nhé, và set đúng rồi bằng một đó ở trên này. Còn nếu sai thì chúng ta sẽ nếu sai thì sao, nếu sai thì chúng ta sẽ change cái score
chúng ta sẽ trên cái score này là bài là trừ một, tức là trừ đi một điểm, trừ đi một điểm đó, và chúng ta sẽ phát âm thanh là sai rồi, phát âm thanh là sai đó, vậy nó hay hơn đúng không nào. Đây chúng ta đưa vào đây đấy. Thì đúng là sai rồi, sai rồi thì vẫn phải là làm lại ở đây nhé đó. Bây giờ tôi sửa cho hay hơn nữa, tôi cũng vào đây chỗ này là chúng ta có dưới của tôi là 100. Bây giờ tôi sửa đây là trừ đi 50, nó ở dưới này từ 50 đến đây là 120 đấy nhé. Rồi chúng ta cùng nhau kiểm tra lại là làm đúng đúng chưa nhé. Đây nhé. Bắt đầu đấy. 4 cộng 1 là 5. Đúng, đúng rồi. 6 cộng 1 là 17. Đúng rồi. Có sai này. Sai rồi. Sai rồi. Đấy, 1 cộng 4 là 15 nhé. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà chúng ta làm sai thì âm điểm sẽ là âm nhé, vì ta là có sai này. Sai rồi. Sai Điểm điểm rồi. là tức là âm. Đấy. Nhưng mà cho phép được điểm là điểm âm, điểm trừ, tức là làm là sai nhiều quá điểm là âm. Chúng ta phải làm thật nhiều cho nó bù lại. Như vậy lên là 10, 15 cộng 2 là 17 đấy nhá. Đúng rồi. 17. Đúng rồi. Đấy. 17 nữa. Sai rồi. 10. Sai Ôi, rồi. 19. Đúng rồi. Đấy, được chưa? Đó, như vậy giờ chúng ta mà tới đây chúng ta vừa mới hoàn thành một cái bài là tương đối khó một chút, thực ra cũng không ngờ ngại hơn, hơi khó như thế. Tôi đầu tiên tôi nghĩ nó dễ hơn nhưng mà đúng là hơi khó một chút. Cái khó thì là chúng ta sẽ phải liên hệ giữa, một mặt chúng ta sẽ phải liên tục nhập dữ liệu và chúng ta phải so sánh cái với kết quả đang có trên màn hình. Nhưng vấn đề khó hơn là phải liên tục quan hệ giữa sân khấu và đám mây. Đó, chúng ta chú ý nhé. Để chúng ta lưu cái bài này lại thành cái bài trò chơi hoàn chỉnh. Bài 7 đúng nhá, bài 7 là trò chơi. Là trò chơi làm toán. Làm toán với đám mây nhé, đám mây. Các bạn thấy nó rất là hay đúng không? Bài này là cái bài này có thể hoàn thiện lại, là có thể thành cái bài hoàn chỉnh để mình thi được rồi đấy. Bài này có một đám mây thôi, không hai bìa chúng ta bài này bìa về nhà nhé, về nhà các bạn. Bài này các bạn sẽ mở rộng ra như sau này. Chúng ta sẽ cho là không phải một đám mây mà là hai ba đám mây đấy, thì có thể như này: một đám mây là chuyên làm phép cộng, một đám mây chuyên là phép trừ, một đám mây chuyên làm phép trừ, thì hay là một đám mây chuyên làm phép nhân, một đám mây chuyên làm phép chia, cho nó đa dạng hơn. Thì nếu giả sử nhé, trên màn hình là có hai phép toán mà đồng thời là cùng đáp số là 10, khi tôi có là 10 thì cả hai cái phép hai đám mây đó đều là đều 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 kêu bỏ một cái và đều chuyển sang trạng thái khác. Như vậy là ở đây là người dùng chỉ cần biết là đáp án thôi, đáp án nào không quan trọng. Như vậy là ở trên màn hình nếu có hai cái đám mây mà cùng thể hiện cùng một đáp án cả, thì khi chúng ta gõ một số thì cả hai đám mây đó đều đều kêu pop. Đấy, như vậy đó là cái hướng thứ nhất nhé, bài tập về nhà. Bài tập thứ hai hay hơn này, cái bài tập số 2 hay hơn là tôi đề nghị làm như sau này: nếu mà một đám mây mà chúng ta gõ gõ đúng đáp số thì đám mây đó sẽ biến mất luôn, biến mất và một lúc sau lại hiện lại. Hay hơn nữa, hoặc chúng ta có thể mô tả nếu mà gõ đúng thì đám mây đó nó sẽ rơi xuống đất, nó sẽ rơi là tả xuống đất và có những mưa và hiện lại ở chỗ khác, thì nó càng hay nữa. Tức là chúng ta đưa vào những tình huống sao cho nó hay hơn, sao cho nó cảm thấy nó hay hơn và nó hấp dẫn hơn. Hay là cái bài này tôi có thể tôi đây bài này tôi sẽ đưa thêm vào cho nó một cái hình bầu trời như này, nó sẽ còn hay hơn nữa. Ví dụ như vậy nhé. Bài này mình tôi ghi lại bài này. Như vậy hôm nay là cái bài mà chúng ta làm quen với cái lệnh rất quan trọng, là cái lệnh trong trong nhóm là cảm biến, là cái lệnh là ask and wait, ask and wait, lệnh hỏi hỏi và đợi, nên cái việc nhé, hỏi và đợi là cái lệnh mà cho phép nhân vật của chúng ta là tương tác với người dùng, hay là chính là cái lệnh là nhập dữ liệu từ bàn phím. Nó tương đương với lệnh là cái lệnh là input chẳng hạn, nhập dữ liệu từ bàn phím. Được chưa? Thì đó là cái lệnh rất quan trọng, lệnh này chúng ta sẽ dùng rất nhiều nữa trong các bài khác. Như vậy hôm nay chúng ta lại làm quen thêm với một lệnh là cảm biến nữa. Trong cái nhóm cảm biến có rất rất nhiều lệnh khác nhau, thì học lâu mới hết được. Thì ở phần hôm nay nó là như vậy nhé.
Và chúng ta cũng biết được rằng là cách mà chúng ta cách chúng ta mà nhập mà từ sân khấu. Thì để trước khi kết thúc bài hôm nay, tôi sẽ cho các bạn thêm một cái câu hỏi. Thì vì như vậy vừa rồi là lệnh là nhập câu hỏi, mình nhận một câu. Nhưng bây giờ tôi có thể làm cái bài tập như này. Bây giờ ra một câu hỏi gì đó, nhưng mà tôi sẽ muốn là người dùng là nhập liên tục cho đến khi đúng thì thôi. Thì làm như nào? Tức là ra một câu hỏi, ra một bài toán, và nếu làm sai thì phải làm lại cho đúng nhé. Còn làm nhưng mà sẽ phải liên tục hỏi khi nào mà đúng như thôi thì làm như nào? Thì chúng ta chỉ phải đưa cái lệnh ask and wait này vào một cái vòng lặp thôi, và kiểm tra là khi nào mà đúng thì chúng ta mới thì chúng ta mới dừng lại. Còn sẽ hỏi liên tục, tức là ví dụ cho bạn xem nhé. Ví dụ như là đây tôi là con mèo, mèo nó sẽ ra một câu hỏi một cái phép toán thôi, phép toán nhé. Mèo chuẩn bị ra phép toán và sẽ hỏi liên tục khi nào đúng thì thôi. Tôi lấy ví dụ đơn giản lắm, đi ảnh như này nhé. Chúng ta đã biết trước là như này, đây chúng ta làm thử cho con mèo đấy nhé. Bây giờ tôi muốn là mèo nó sẽ hỏi câu hỏi này, đây, mèo nó sẽ hỏi câu hỏi là 12 12 cộng với 7 bằng bao nhiêu? Đấy, ví dụ như vậy. Chúng ta biết trước là 9 rồi thì làm như sau. Đây, chúng ta sẽ em nè, bây giờ chúng ta làm như này nhé. Chúng ta sẽ tạo một cái biến, đây chúng ta sẽ tạo một cái biến là biến trả lời chẳng hạn, hay biến là biến input nhé. Khi mà tạo một cái biến input bất kỳ thì thường nó là nó mặc định nó cho là không đó nhé. Nếu chúng ta muốn cho nó là một giá trị khác, chúng ta có thể đặt một giá trị khác. Ví dụ tôi đặt như này, tôi đặt cái input này nhé, ở đây này tôi sẽ xóa số không đi, xóa đi thì máy hiểu để như này, thì máy hiểu input sẽ làm một cái sâu rỗng. Chúng ta chú ý ở trong Scratch thì người ta không phân biệt lắm cái sâu và số đâu. Khi thì biết là input là 5 thì có thể hiểu là số 5, có thể hiểu là sâu ký tự 5 nhé. Cái này chúng ta nói sau. Nhưng mà khi tôi tạo ra một cái biến nhớ thì nó sẽ là số 0, khi tôi xóa không đi thì nó là rỗng, thì mình hiểu mới hiểu làm cái sâu rỗng, được chưa? Bây giờ tôi để như thế này đó, bây giờ làm như sau này, bây giờ tôi sẽ làm như sau để cho nó lặp liên tục. Tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ dùng cái lệnh là gì, tôi dùng cái lệnh là repeat until, đấy, được chưa? Repeat until khi nào? Khi tôi sẽ repeat liên tục hỏi câu hỏi này đấy, sau đó tôi sẽ đặt cái biến input này, set input này bằng cái người dùng sẽ trả lời thông qua cái biến là answer, thì câu hỏi này sẽ được câu hỏi liên tục cho đến khi mà cái input này mà bằng bao nhiêu, bằng 19 thì dừng lại. Đây là đoạn từ ngắn thôi để mô tả là bảo đảm 100% là con mèo nó sẽ hỏi liên tục cho đến khi mà chúng ta phải đúng thôi. Chạy thử nhé. 217 này, tôi biết là 7, enter vẫn là sai, 8 sai, 9 sai, phải là 19 thì nó mới đúng và nó mới dừng lại. Đây là một ví dụ thôi, là cái câu hỏi liên tục cho đến khi đúng thì thôi. Để được bài này chúng ta ghi lại là ví dụ, chúng ta hình dung thôi. Đây là bài số 8 nhé, là hỏi liên tục. Được chưa? Sau bài này là chúng ta sẽ có mở rộng ra được rất nhiều các bài tập khác nhau, và đặc biệt là những cái bài mà liên quan đến học tập, nhất là làm toán đấy. Trong cái cuộc thi của các bạn học sinh tròn nhỏ tuổi tiểu học thì rất nhiều những cái phương án là vừa học vừa chơi vừa làm toán. Thế thì hôm nay cái bài hôm nay là một cái ví dụ chúng ta có thể gợi ý để các bạn có thể sau này các bạn ra đề cho học sinh, thì học sinh có thể làm đa dạng hơn. Chú ý là làm đề toán ấy là phải chú ý. Toán là phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia là phải rõ ràng. Cái bài toán đó nằm trong cái khung cảnh nào, cho học sinh lớp mấy là phải rõ ràng. Chứ một cuộc thi mà chung chung thì không rõ, mình phải rõ cái cuộc thi này, cái môn toán này là toán lớp 4 chẳng hạn. Thế nhưng mà tất cả các phép toán trong đó nó phải phù hợp
phù hợp với học sinh lớp 4 thì nó mới thật, nó mới có ý nghĩa đó. Và cái việc sinh sinh dữ liệu và ngẫu nhiên nó phải đúng theo cái chương trình của cái môn học đó thì nó mới. Rồi chúng ta nghỉ ở đây nhé, chào các bạn nhé. Chào thầy. Có hiểu gì không? Có.